tiếng khác thì thôi mình miễn bàn, khỏi cần phải đáp lời đáp núi gì với nó, mệt. Chẳng qua là nó có tiếng Việt Nam giống mình, nó viết chữ giống mình, tự ra mình phải chửi lại nó thôi. Mình cứ nói về cái lũ đào tặc ba que này, nhiều lúc nó ngán ngẩm không muốn nói. Tổ tiên chúng nó thì chúng nó bán hết đất nước thì nó coi thường, lá cờ tổ quốc thì nó lấy trơn nó xịt. Đấy, nó không còn cái bằng chứng gì nữa. Tự dưng nó lại vác cái thằng đéo đâu về nó thờ, mệt mỏi. Thế tụi này khó khó nói với chúng nó lắm. Sống nó không có pháp luật, nó vô chính phủ, bán cả tổ tiên lên. Đúng rồi. Nên tụi ba que đạo tặc này, cái tụi ba que đạo tặc này là nó mãi mãi thì nó cũng chỉ là ba que đạo tặc mà thôi. Đấy, nó lại vào bây giờ bắt đầu đó bắt đầu nó đúng rồi, nông cho dân. Nó vào đây, cho nó vào để chửi tụi này mới sướng nha bạn. Cho nó vào đây để chửi nó mới sướng. Đây đây, người nông dân này nó đang là bán hết rồi, ba que nghe nói sắp bán đặc khu 99 năm cho tàu rồi kìa. Không em ạ. Sắp bán. Mình bây giờ mình phải nhận với nó là bán đặc khu cho Trung Quốc còn hơn là bán tổ tiên nó cho Pháp. Đúng rồi. Mới cho thằng Mỹ để lấy mấy hạt gạo mà ăn. Thấy chưa? Dạ. Con bán đi. Cái tụi đạo tặc này nó mà có nhà thờ hộ anh chặt đầu nó đi, chặt đầu anh luôn. Nó dạ. Bán cả nhà thờ hộ ở chúng nó đi mà. Em anh nói có bằng chứng đấy. Vâng. Nên nói với tụi này là nó não của chúng nó bây giờ nó sống nó không còn coi pháp luật ra gì hết, không còn coi tổ quốc ra là cái gì hết ấy. Nó lên là mục đích của chúng nó là cứ chửi đảng, chửi nhà nước, xong bắt đầu là nó đòi lật đổ chính quyền để cho cái tụi này lên làm, mấy cái tụi này nên làm nắm chính quyền đấy chứ. Không sao đâu tổ ơi, cứ để cho nó nghe đi, nó đâu có xúc phạm gì đến cái mẹ nó. Bây giờ mày chơi chúng nó thích chở cái trò đó, mày chơi trò đó, mày nói với chúng nó tốt với chúng nó không nghe đâu. Anh nói với em làm con người tốt, nói với chúng nó không nghe đâu. Bây giờ cứ lên chửi nhau với chúng nó. Nào. Mình muốn tốt cũng chẳng được đâu. Mục đích của chúng nó là muốn lên làm cán bộ mà thôi, nó lật đổ chính quyền nên làm cán bộ mà thôi. Bố mẹ nó mà nó ngủ với nhau không được, nó không bán thân cho Pháp không được, nó cũng nói đảng mà. Cái gì nó đổ cho đảng hết ấy. Gì nó cũng nói cộng sản hết đấy. Tổ tiên cho nó bán mà bán chưa hết, nó cũng bồi được cộng sản, nó cho nó bán mới được con lửa. Dạ. Nên cái lũ thì chúng nó bây giờ nói chung là muốn tốt chẳng được đâu em. Vâng. Bây giờ mình tốt, tôi... nói chung là mình bây giờ là theo em nghĩ là bây giờ thôi thì mình cứ tốt rồi mình hưởng thế thôi. Còn cũng đâu phải vì nó mà mình là phải làm tốt đâu. Tụi nó không có làm cái gì, không có làm một cái tác động gì cho đất nước mình cả. Nó thẳng một câu như vậy đi. Chúng nó chỉ nó là mấy cái loại này. Vâng. Có nói chung là đất nước này chín mấy triệu dân, có loại mấy cái triệu này nó chỉ là cái loại cỏ rác cái làm gì đâu. Vâng. Thì nói chung là theo em nghĩ thì tụi nó chỉ là cỏ dại. Cỏ dại và làm em thấy ở dưới quê đó anh, mấy cái ruộng lúa đó đôi khi người ta thấy người ta cũng phải cho một chút cỏ dại để người ta làm cái bờ người ta đi, bởi vậy mình cứ đạp lên cái đám cỏ dại mà mình đi thôi, chứ hơi nào mình quan tâm đến cái lũ cỏ dại đấy. Em nói thật đấy, theo em nghĩ là như mấy thế cái lũ cỏ dại này chứ bây giờ không cỏ dại để làm cái đồ để mà lót đường mình đi thôi, chứ còn mà có quan tâm gì tới nó đâu. Chứ bây giờ nó bây là loại rác rưởi, anh nói bây giờ chúng nó chỉ là loại rác rưởi thôi. Loại này chúng nó cũng chỉ là rác rưởi, chả có cái nghĩa lý gì trong cái cuộc sống cả. Vâng. Còn bây giờ em ơi, cứ bán đặc khu 99 năm lấy cho Trung Quốc lấy tiền cũng được. Nhưng mà còn hơn cái loại mà bán tổ tiên cho Pháp lấy gạo mà ăn. Mẹ chúng nó đu càm hết sang Pháp, đu càm sang Mỹ này. Cái loại này bây giờ nó không có chính phủ, nó không có coi thường pháp luật. Mình bây giờ cũng phải chơi cái luật như vậy, không coi thường pháp luật như chúng nó. Chứ còn nói với chúng nó là chúng nó phải là những người hiểu biết cơ, đục não chúng nó ra cơ. Yeah.
chứ chúng nó cứ lên bây giờ là cơm nhà chó chúng nó đầy bát cơm thì chúng nó đầy, chúng nó cộng sản này thì là bát cơm thì chúng nó vơi, chúng nó cộng sản này, đi ra đường mà chúng nó trượt chân chúng nó ngã, nó cộng sản này, bố mẹ nó đéo nhau nó nói cộng sản này, nó đi con mẹ chúng nó ngu gì thế. Tao đã lên diễn đàn của cái tụi ba que đạo tặc này rất nhiều, tao muốn tốt lắm rồi, tao nói cho chúng nó biết tốt, mình nói cho nó với nhau chúng nó nói với chúng nó để cho chúng nó cùng hiểu nhau, cùng xây dựng đất nước, nhưng mà chúng nó không bao giờ chúng nó nghe, mà chúng nó cho mình xuống, nhưng nó chửi mình. Thì mình bây giờ mình cũng phải dùng cái kiểu này để nói với chúng nó luôn. Thì nói chuyện bằng sự hiểu biết. Nói chuyện với nhau là con người phải có luật pháp, thì nói chuyện với nhau lại luật pháp thì hắn nên nói với chúng nó, còn đâu là chúng nó theo cái nói theo kiểu luật rừng thì mình cũng chơi rừng với chúng nó luôn. Nói với nhau bằng miệng mà thằng nào cãi to thằng thắng thì chơi luôn. Vâng, rồi bây giờ tiến bộ xây dựng đất nước thì nó chúng nó không nghe. Nhưng mà chúng nó là cứ mang tính chất là lật đổ chính quyền cộng sản là chúng nó thích lắm. Nó chửi lãnh đạo rồi nó chửi quốc hội là giỏi lắm. Vâng. À, chúng mục đích của chúng nó như thế mà nói với chúng nó là chúng nó không nghe. Cho nên bây giờ chúng mình cứ phải chửi như vậy. Thịt bẹ những thằng này cái luật phạm này, anh khách mời này đánh đá thế anh nói em nghe, anh cũng muốn rất muốn tốt em ạ. Anh nên anh tranh luận với chúng nó hành thức đa chuyện là tranh luận đa chiều. Là mọi người cùng là ham hiểu cuộc sống để tiến bộ, con người mình nó chỉ là một hạt cát trong trong một xã hội thôi. Thì mình phải biết tôn trọng lẫn nhau. À, mình phải biết tôn trọng, nhưng mà lên chúng nó không tôn trọng đâu, chúng nó cứ chửi đảng, chửi nhà nước, rồi chúng nó chửi quốc hội, rồi chúng nó muốn lật đổ chính quyền, rồi chúng nó cho cái tụi đạo tặc này lên làm cán bộ, nghe chưa? Làm cán cuốc chứ sao? Mơ hơi bị nhiều. Bây giờ cái lũ này bây giờ là cứ phải nói như thế. Vâng. Chứ còn bán đặc khu thì làm cái gì? Nhưng mà lên ấy là mình phải nói và tranh luận với nhau bằng cái sự hiểu biết, bằng cái pháp luật. Thì con người nó mới văn minh được, nhưng mà chúng nó là coi thường pháp luật, coi thường đất nước, đến lá cờ đại diện cho cả một đất nước, cả dòng họ tổ tiên nó mà nó nếu còn nên lấy sơn nó xịt thì còn cái gì bằng nữa. Đất nước này đang giữ bình yên cho chúng nó, để cho cuộc sống chúng nó làm ăn. Một ngày không có chính quyền, một ngày mà không có pháp luật, xã hội sẽ loạn. Mà chúng nó không biết như thế mà chúng nó vẫn nên chúng nó chửi chính quyền, chửi nhà nước là làm sao? Cho nên cái loại này bây giờ là không phải tốt với chúng nó. Cái tụi ba que đạo tặc này không cần tốt với chúng nó, chửi thẳng với nó mặt nó luôn.